mấy anh em nào mà đang đánh chim chẩu đuôi xanh á anh em, chim chẩu này nè hay còn gọi là chim bắt ong á, thì bên Thuận có tiếng của chim chẩu này nha anh em. Nó có hai loại tiếng, một loại là gọi về để ăn á anh em, một loại gọi về ngủ, cái kiểu một bài thì kêu chậm, một bài thì kêu nhanh, kêu tấp nập nhiều con á anh em. Anh em nào cần bản gốc của tiếng này thì liên hệ số điện thoại của Thuận, Thuận sẽ bán cho anh em bản gốc không bị chèn nhẹp vô. Thuận cảm ơn anh em rất nhiều, chào anh em. Bye.